Các bài đọc lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 26 thường niên 5C. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Amos. Đây Chúa toàn năng phán: Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài, ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn, và ca hát theo tiếng đàn cầm. Thụ. Người ta nghĩ mình như David, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng sức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse. Vì thế giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày. Những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thánh Vịnh 145. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Chúa là đấng trả lại quyền lợi cho người bị ức và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc tiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ những người cô mồ côi quá phụ và làm rối loạn đường nẻo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôthêô. 1 Timôthêô chương 6. Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới. Và cũng vì đó con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, đấng đã làm trước mặt Phong-xio Phi-la-tô lời tuyên xưng thẳng thắn. Con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến. Mà đến thời đã định, đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra. Người là Thiên Chúa, vua các vua và chúa các chúa, đấng độc nhất trường sinh bất tử, người ngự trong ánh sáng siêu phàm. Không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy. Kính chúc vinh dự và quyền năng cho người muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. 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 Gioan chương 1 câu 14 và 12b. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy gã chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm gã chốc của người ấy, nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn trong hỏa ngục, phải chịu cực hình. Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môi-sen và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môi-sen và các tiên tri thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.